Như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin Nhật ký cuộc sống vào tối ngày hôm qua, thì theo hãng tin Reuters mới vừa đưa tin cho hay, các nhà chức trách Australia đã chính thức lên tiếng kêu gọi người dân nên sử dụng trái cây sản xuất ngay trong nước. Sau khi xảy ra vụ việc, 18 người Australia bị nhiễm viêm gan Sylvia sau khi ăn các loại quả dâu đông lạnh của công ty chế biến thực phẩm Patty Foods Australia. Số trái cây do công ty Patty Foods nhập khẩu được trồng ở Chile và Trung Quốc trước khi được đóng gói tại một nhà máy Trung Quốc, nơi bị cho là có điều kiện vệ sinh kém và nguồn nước bị ô nhiễm. Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn của thực phẩm nhập khẩu từ quốc gia đông dân nhất thế giới. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã làm mọi chuyện có thể trong khả năng của mình trước khi nói với mọi người rằng thực phẩm trong nước vẫn là nguồn thực phẩm an toàn nhất. Đó là lý do vì sao bạn phải trả tiền cho những sản phẩm của Australia. Hiện tại, số quả dâu có liên quan đến các trường hợp nhiễm bệnh của Patty Foods đang được kiểm tra. Các nhà chức trách Australia cũng thông báo tất cả số thực phẩm dính bê bối đã không còn được đưa vào nguồn cung thực phẩm. Chính phủ Trung Quốc được cho là đã tiến hành điều tra các cơ sở đóng gói có liên quan đến dịch bệnh bùng phát nói trên. Trong khi đó, nhà chức trách Australia cũng bắt đầu kiểm tra toàn bộ các công ty nhập khẩu quả dâu đông lạnh từ Trung Quốc.